Hello các em, quay rồi không? Ok, nay mình sẽ bài tập về nhà của phần góc và khoảng cách. Đấy, thì trước tiên thì chị Vân sẽ nhắc lại em một chút lý thuyết của phần khoảng cách nhé. Bởi vì cái khoảng cách nó là cái phần quan trọng nhất ấy. Nhờ có khoảng cách em sẽ làm được tất cả. Em làm góc cũng dựa vào khoảng cách, em làm khoảng cách thì chắc chắn dựa vào khoảng cách rồi đúng không? Thế là bây giờ sẽ là bài. Nào nhìn đây. Khoảng cách của em ấy thì chỉ có đúng hai dạng thôi, chỉ có đúng hai dạng. Đó là khoảng cách từ một điểm ở dưới chân, từ một điểm ở chân đến một cái mặt chéo, từ một điểm ở chân đến một cái mặt chéo như này. Em phải làm như nào? Đấy, ví dụ cái này chân đường cao thì tính khoảng cách từ điểm ở chân này đến một cái mặt chéo. Thì bước một em phải từ cái chân đấy em kẻ vuông góc vào cái tuyến dưới đáy chị Vân. Bước hai là từ cái điểm đấy em nối lên trên đỉnh. Bước ba là kẻ lên. Được chưa? Ba bước nhé. Bước số 1 này. Đấy. Bước số 2 và bước số 3. Được chưa? Ba bước tất cả. Bước số 1 là từ cái điểm ở chân này kẻ vuông góc vào cái sao tuyến ở dưới đáy. Bước thứ hai là từ cái điểm ở dưới đáy này em kẻ lên trên đỉnh S. Rồi em từ cái điểm này, kẻ lên đây thì có ba bước tất cả. Được chưa? Đấy, thế là khoảng cách từ một điểm ở chân đến một cái mặt chéo vậy tạo một này. Cứ nhớ là khoảng cách từ một điểm ở chân đến một mặt chéo thì ba bước. Đó. Đây là dạng 1. Ok. Dạng số 2 của em là rất là dễ. Dạng số 2 là khoảng cách từ một điểm ở dưới đáy đến một cái mặt đứng. Thì em chỉ cần kẻ từ cái điểm đấy vào cái mặt là xong. Kẻ từ cái điểm ở dưới đáy vuông vào cái đường giao tuyến ở dưới cùng mặt phẳng ở dưới đáy được. Đấy, từ cái điểm này kẻ vuông vào đường giao tuyến dưới đáy là xong. Vậy bài này thì đây chính là khoảng cách và nó chỉ có một bước duy nhất thôi. Vậy em có này, dạng thứ hai là khoảng cách từ một điểm ở dưới đáy đấy đến một mặt thẳng đứng thì sẽ là một bước luôn, một bước. Được chưa? Bây giờ mình áp dụng cái đấy vào trong bài này nhé. Còn cái phần đổi khoảng cách thì trên lớp thầy đã ôn lại rồi, thì nếu như mà song song thì em sẽ đổi bằng, còn nếu như mà nó cắt thì em sẽ đổi tỷ lệ. Đây, chị Vân viết lên đây cho mình nhìn. Đổi khoảng cách của em thì lại có hai dạng, đó là đổi bằng và đổi tỷ lệ. Nếu như đây là mặt phẳng của em này, cho hai cái điểm này, nếu như hai cái điểm này nó nối lại với nhau mà cái đường này nó song song với cái mặt phẳng này của em thì em sẽ đổi bằng đó. Và bài tập chị ấy chỉ cho. Còn nếu như cái điểm này, đây cho hai điểm của em, hai cái đường này nối lại với nhau, nó cắt mặt phẳng tại một điểm thì mình sẽ đi đổi đổi tỷ lệ. Thấy chưa? Và bài chị Vân sẽ nhắc lại cho khi nào thì dùng đổi bằng và khi nào dùng tỷ lệ. Nhớ chị dấu hiệu này song song thì đổi bằng, còn cắt thì đổi đổi tỷ lệ, nhớ chưa? Bây giờ mình nhìn vào bài số, không có bài số mấy luôn ấy. Bài ngày hôm nay sẽ có 11 tất cả. Và từ câu A đến câu S của em sẽ chỉ đi tính khoảng cách thôi. Từ câu A đến câu D mình sẽ ôn tập về khoảng cách giữa điểm đến một mặt. Còn ES mình sẽ ôn tập khoảng cách hai đường chéo nhau. G, H, I, K gì đấy. Tóm lại là góc giữa đường và mặt và góc giữa mặt. Đó, mình sẽ ôn tập nhé. Trước tiên thì chị sẽ đọc đáp án cho các em những cái câu này. Các em hãy làm trước, nếu mà bạn nào chưa làm thì làm trước và so sánh đáp án với chị. Được chưa? Thì câu A nhé, câu A đáp án của em là 2A phần 3. Câu B là 2A trên căn 5. Câu C là C giống như câu A. À, câu C giống như câu B là 2A trên căn 5 tiếp. Câu D là A trên căn 5. Câu E là A trên căn 3. Câu F là 2 căn 17 trên 17. Câu G là căn 6 phần 3. Câu H là 6 mũ căn 357 phần 21. Câu H của em xong rồi này. Câu Y căn 6 phần 3. Câu K là 1 trên căn 5. Và câu M là 1 phần 3. Câu N là căn 5. Đấy. Thì mình sẽ cùng đi chữa tất cả 11 câu này cùng với chị Vân nhé. Bây giờ chị Vân đã vẽ sẵn cái hình rồi. Nó bảo là cho một cái hình chóp SABCD. Có đáy của em là hình vuông này. Đấy. Vuông thì mình sẽ vẽ đáy là hình hành thôi. Đó là SA của em vuông góc đáy. Bây giờ chị Vân sẽ điền các cái điểm vào đây nhé. S này, A này, B này, C này và D. Chữ bút này to vậy ta. Đó. Xong rồi nó bảo là cạnh đáy của em là A. Được chưa? Cạnh SA thì là 2A. M là trung điểm của CD. Ok. Tính khoảng cách từ A đến SBD thì em lại nhìn lên cái phần khoảng cách chỉ vân dạng có đúng hai dạng thôi. Vậy dạng này là dạng nào? Bạn nào chưa làm thì dừng viết lại, pause viết lại tại đây và trả lời cho chị nghe là
là dạng này. Khoảng cách từ điểm ở chân A của em có phải là chân đường cao cho mặt này không? Chân là chân đường cao ấy, thì SA vuông đáy đúng không? A chính là chân đường cao. Vậy khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBD này, nối trị mặt phẳng SBD lại. Mình sẽ dùng một cái đất. Đấy, nối trị cái mặt phẳng SBD lại. Thế từ A đến SBD thì em có nhìn được ra SBD của em này, nó đang là mặt phẳng đổ đổ. Người ta gọi là mặt phẳng chéo ấy. Mặt phẳng đứng thì nó phải thẳng đứng cơ. Thế đây là mặt phẳng chéo rồi. Thế từ chân đến mặt chéo thì từ A em kẻ vuông góc và đường ở dưới đáy thì mình lại phải phát hiện ra một tính chất quan trọng trong bài này, đó chính là giao của hai đường chéo của hình vuông ấy, thì nó sẽ vuông nhau. Đây, hai đường chéo của hình vuông thì vuông góc với nhau, nên em để ý một tí này, hai đường chéo của hình vuông thì sẽ vuông góc với nhau. Em sẽ có, chị bảo là bước một từ A kẻ vuông góc và đường ở dưới đáy đúng không? Ừ, thì đây bước một đấy, từ A kẻ vuông góc và đường dưới đáy đấy. Ừ, chị Vân copy cái hình này ra. Trước khi mà nó xấu xí thì chị Vân sẽ phải copy nó sang một cái phiên bản xinh đẹp hơn. Đấy, rất nhiều phiên bản xinh đẹp. Rồi, em nhìn này. Từ A kẻ vuông góc và đường ở dưới. Rồi, từ cái điểm mới đấy thì kéo lên trên đỉnh. Từ điểm mới đó thì kéo lên trên đỉnh. Đây. Đấy. Sau là gì? Từ A lại kẻ kẻ vuông lên. Đấy. Ba bước, được chưa? Một bước qua. Bước hai của em đây. Còn đây là bước bước số 3. Và cái thằng thì chị Vân gọi đó chính là khoảng cách từ A đến SBD chính là A. Được chưa? Vì là cái lớp thứ hai rồi nên chị Vân chỉ dạy kem cách dựng thôi và chỉ cho em đoạn nào. Và chị sẽ tính cùng em chứ chị không đi chứng minh lại đấy nhá. Có đồng ý không? Đấy, chứng minh này là dành cho kem lớp 11. Nhưng bây giờ kem lớn rồi thì chị Vân sẽ chỉ ra tính cho kem thôi. Thì AH này của em này thì cứ nhớ này, cứ tính khoảng cách thì dùng công thức 1 trên. Cứ tính khoảng cách thì dùng công thức 1 trên là công thức dễ nhất. Vậy em có 1 trên AH bình. Nào, tự viết vào vở này, 1 trên AH bình bằng 1 trên SA bình cộng 1 trên AO bình. Vân gọi cái giao hai cái đường chéo này là O nhé. Đúng nhỉ? Em sẽ có là 1 trên AH bình bằng này 1 trên SA bình cộng với cả 1 trên AO bình. Đó, cái số vào đâu? Hay số vào đâu chị Vân thế nào? SA thì là 1 trên 2A bình thì là 4A bình này. AO của em nhầm nhanh. Em nhầm nhanh cùng với chị Vân này. Em cần phải nhầm như thế. AB của em là A, BC của em là A. Thế thì AC của em sẽ là theo như cái hình đường chéo này đúng không? Hình vuông mà đúng không? ABA này, BCA này thì AC sẽ là A bình là 2A bình xem căn phát thì là A căn 2. Thế nhưng AO của em chỉ là một nửa thôi. Thì là A căn 2 trên 2. Nhát nhanh một tí nhá. A căn 2 trên 2. Nhìn thực chất này, cứ gọi đúng không? Thì đó là A chia căn 2. Vậy A chia căn 2 bình phương lên ý. Mà mình nghịch đảo lại thì nó là 2 chia cho A bình. Vậy mình máy tính 1 phần 4 cộng 2. Đấy. 1 phần 4 cộng 2 thì chị Vân lấy thì chị bấm. À, 1 phần 4 cộng với cả thì nó bằng là 9 phần 4. 9 phần 4 đúng không? Cái này là 9 trên này. Em chỉ cần bấm 1 phần 4 với 2 thôi. Đó, 9 phần 4 thì em để cái A bình này vào đúng cái vị trí ở dưới của nó thôi. Đấy, 9 phần 4 thì có phải là đây mới chỉ là một A bình không? Thì AH bình của em đã là 4A bình 9 và căn ra nó là 2A trên trên 3. Thế là câu câu A. Nhớ chị Vân là tứ cứ khoảng cách từ chân đến mặt chéo thì dựng như thế. Ba bước, từ chân kẻ vuông vào đường đáy. Đấy. Nối lên trên đỉnh rồi lại nối lên thì cái thằng nối lên chính là H của em, chính là khoảng cách. Câu B, khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Ok. Vẫn là từ A này đến mặt phẳng SBC thì em có nhận thấy rằng mặt phẳng SBC này của em lại là mặt phẳng chéo. Lại là mặt phẳng đổ đổ như này này. Đấy. Thế thì A của em lại là chân, vậy nó lại là cái dạng một này, lại kẻ như thế. Từ A kẻ vuông vào đường ở dưới đáy, đường dưới đáy là BC. Thế chị Vân hỏi, chị Vân kẻ một cái đường vuông của BC thì nó như thế này. Đúng không? Đúng không? Nào cho chị Vân hỏi. Chị Vân kẻ như này đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai nhá, nếu bạn nào kẻ như này sai luôn. Cụ đi luôn. Bởi vì kem nghe này,
từ A kẻ vuông vào BC, mà cái đáy của em nó lại là hình vuông sẵn rồi. Thế nên là ấy, em đã có sẵn là AB của em vuông góc với BC rồi. Có hiểu ý không? Thế nên là ấy, từ A kẻ vuông của BC thì chính là điểm B luôn. Sau từ B này nối lên trên đỉnh, nối lên trên đỉnh rồi lại kéo lên. Thì đây, khoảng cách của em ấy. Đấy, chính là cái thằng AM này, chị Vân gọi đây là AM nhé. Thì nó bằng luôn đoạn AM. Thế cái đoạn AM về của em thì chị bảo rồi, cứ khoảng cách là dùng công thức gì? Một trên, đúng không? Cứ khoảng cách là dùng công thức một trên. Vậy thì một trên AM bình. Nào, lại lấy cái bút xóa cái này đi. Đó, ok. Mỗi cái chị Vân sẽ nháp vào bên cạnh này luôn nhé. Ôi trời ơi, tí nữa thì xóa mất cái hình. Một trên AM bình của em thì bằng cái gì? Bằng một trên AS bình cộng một trên AB bình. Đó. Thế một trên AS bình là một trên 4A bình. Một trên 4A bình này. Cộng với cả này, AB là một trên A bình, vậy là một trên A. Em chỉ cần lấy máy tính em bấm là 1 phần 4 cộng 1 là 5 phần 4. Đúng không? Là 5 phần 4, không cần bấm luôn. Em đặt A bình vào vị trí ở dưới dưới mẫu nhé. Thế thôi. Thế sao em, đây là một trên AM bình thì AM bình của em có phải là 4A bình trên 5 không? Em nghịch đảo ra và em căn ra thì nó sẽ là 2A trên căn 5, thì nó ra AM luôn. Và đó là khoảng cách từ A đến mặt phẳng ABC. Đấy. Còn C là khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC. Thì em hãy nhìn này. Em sẽ quan tâm nên mà chị Vân là cái mặt này nó là mặt chéo mặt đứng. Thì cái mặt phẳng SBC của em ấy, chị Vân vừa nói rồi, nó là cái mặt đổ độ như này, vậy đó là mặt mặt phẳng chéo. ABC của em là mặt phẳng chéo. Thế thì cái con D này, mặt phẳng chéo thì bắt buộc là nó phải đi với điểm ở chân. Nhưng trong bài này nó lại bắt em tính khoảng cách từ D cơ, mà D lại không phải là điểm ở chân. Có hiểu ý không? Thì em sẽ phải nghĩ đến việc là em sẽ phải đổi, tức là nó chỉ có đúng hai dạng này thôi, còn nếu không đúng hai dạng này thì em phải đổi. Chỉ tính được khoảng cách từ chân đến mặt chéo thôi, không phải chân thì phải chân. Vậy nhìn này, đây là mặt phẳng chéo SBC và tôi chỉ được đi với anh A là anh vợ của tôi, là anh chân thôi. Bây giờ lại bắt tôi tính được cái anh D này thì tôi rất chung tình, tôi phải đổi với anh A. Được chưa? Đổi với anh A. Thế em nhìn này, DA nối lại với nhau, đây chính là đổi khoảng cách đấy, nhìn kỹ này. DA nối lại với nhau thì nó đang song song với mặt phẳng ABC. Song song thì đây, dấu hiệu đây, song song với mặt này thì đổi bằng. Vậy khoảng cách từ D đến mặt phẳng ABC bằng luôn khoảng cách từ A đến mặt phẳng ABC chị Vân. Và nó bằng luôn cái thằng AM. Được chưa? Và lại bằng 2 chia căn 5 luôn. Đấy là đổi bằng. Tiếp theo, bài D là khoảng cách từ điểm M, điểm M là trung điểm của CD này, này, đến cái mặt phẳng là SBC. Em nhìn này, bây giờ mình vừa tính được khoảng SBC có phải là khoảng cách từ chân không, đúng không? Nhưng mà nếu như chị Vân đổi một phát từ M về A thì không có đẹp, bởi vì MA của chị cũng không song song với mặt phẳng SBC, mà nếu có cắt thì nó cũng sẽ cắt ra ngoài này và tìm tỷ lệ thì cũng sẽ tìm được thôi. Nhưng mà chị Vân sẽ có một cách hay hơn, đó là tại sao chị Vân không đổi về khoảng cách từ D, bởi vì chị biết khoảng cách từ D đến mặt phẳng FBC rồi mà. Có hiểu ý không? Thế bây giờ nhìn này, DM nối lại với nhau, đây mục tiêu của mình là đổi từ M về D đúng không? Thế DM nối lại với nhau thì có phải nó đang cắt tại C không, đúng không? Nó đang cắt mặt này tại C thì dấu hiệu của cắt chính là đổi tỷ lệ. Và bây giờ chị Vân sẽ dạy các em viết cái tỷ lệ đấy cực kỳ dễ dàng như sau. Vì là DM của em nó cắt cái mặt phẳng SBC tại thằng C, nên suy ra này, đổi tỷ lệ tức là đặc trưng bởi phân số, đúng không? Vậy suy ra khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC của em chia ra khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBC của em sẽ bằng này, cắt nhau tại C, vậy em điền C ở trên, em điền C ở dưới, D bên này em vứt sang, M bên này em vứt sang, vậy nó bằng là DC chia cho MC. DC chia cho MC thì bằng cái gì? DC là 2 phần, MC là 1 phần. Vậy nó bằng 2. Mà em có khoảng cách từ D đến FBC rồi. Thì em có chia là khoảng cách từ M đến FBC không? Có. Và khoảng cách từ D này chia 2 thì nó sẽ là 2A chia căn 5 rồi chia cho 2. Vậy đó là A chia căn 5. Đấy là câu D. Được chưa? Vậy mình nhớ này, nhớ chị Vân, sau bốn cái câu đầu tiên này thì chị chỉ đúc kết lại một điều, đó là khoảng cách của em nhớ rất dễ dàng, chỉ có hai dạng thôi. Từ chân đến mặt chéo thì kẻ ba bước, từ điểm ở đáy đến mặt đứng thì kẻ vuông một phát là xong.
nhưng mà cái dạng một sẽ là dạng gặp nhiều hơn. Nếu như không đúng hai dạng đấy thì mục tiêu của mình sẽ phải đổi về dạng đó. Đấy, đổi thì có hai dạng, là đổi khoảng cách theo kiểu là đổi bằng, và thứ hai là đổi tỷ lệ. Đổi bằng là dấu hiệu song song, còn đổi tỷ lệ dấu hiệu là cắt. Ok, được rồi đúng không? Xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu S. À câu E nhỉ? Câu E là khoảng cách giữa SC và BC. Thì nghe chị phân lý thuyết để tính khoảng cách giữa hai đường chéo nhau như sau. Bây giờ người ta bắt em phải đi tính khoảng cách giữa SC và BD. Thì phương pháp làm sẽ như sau. Để chị xóa cái này đi. Đây, rất rất dễ thôi. Nếu như các em chịu có nghe thì rất là dễ. Tập trung nhá. Bây giờ nó bắt em đi tính khoảng cách giữa SC và BD. Thì cái phương pháp làm là em sẽ đổi về khoảng cách từ một đường đến một một mặt. Phương pháp làm nhé là đổi về khoảng cách từ một đường đến một mặt, nhưng nó phải thỏa mãn là cái đường này của em này nó song song với cả cái mặt này, và cái mặt này nó phải chứa cái đường còn lại, được chưa? Bây giờ mình sẽ lấy một cái đường ra, xong mình sẽ thả cái đường còn lại vào một mặt phẳng song song với cái đường mình vừa chọn. Thế là xong. Bước một, chọn một đường. Đấy. Thỏa mãn. Cái này các em có thể ý nhé. Có thể thả đường còn lại vào mặt phẳng song song với đường đã chọn. Song song với đường đã chọn. Đường đó đi, được chưa? Thế nhìn này. Bây giờ SC của chị Vân đây. BD của chị Vân ở dưới này. Thì cái bài này là một cái bài rất là điển hình và rất là quen thuộc. Các em chắc chắn là khi nào gặp khoảng cách giai đường chéo nhau các em sẽ gặp rồi. Thì em để ý này. Bây giờ O của chị là trung điểm của AC. Bây giờ chị Vân chỉ cần lấy một cái thằng gì đấy ở đây. Sau đó chị Vân nối nó lại. Thì có phải là cái đường màu hồng này. Hồng này không nổi lắm nhỉ. Xanh lá cây thế nào. Cái đường xanh lá cây này của chị Vân. Chị Vân gọi là Y. Thằng này là Y. Chị Vân gọi trung điểm của SA là Y. Thì theo em, IO có song song với SC không? IO có song song với SC không? Câu trả lời là có. Vậy thì em để ý này, chị Vân sẽ thả cái mặt phẳng, thả cái đường BD, chọn SC nhá. Sau thả cái đường BD vào mặt phẳng IBD. Ừ. Thì em có nhận ra, em có nhận ra được là nó thỏa mãn đúng thì chị Vân vừa bảo là nó sẽ đổi về khoảng cách từ một đường đến cái mặt nào đó, mà cái mặt đấy nó phải chứa cái mặt đấy của em nhé, nó phải chứa cái đường còn lại. Nghe lại một lần này, là đổi về cho chị khoảng cách giữa một đường đến một mặt, sao cho cái đường đấy song song với cái mặt kia, mà cái mặt kia lại chứa cái đường còn lại. Đấy. Được chưa? Bây giờ sẽ tính khoảng cách từ SC đến mặt phẳng IBD. Thế để ý này, khoảng cách từ một đường đến một mặt thì sẽ bằng khoảng cách từ một đường bất kỳ đường song song nhé. Đường này song song rồi, em để ý SC song song mặt này rồi. Nên là nó sẽ bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ. Xóa này đi này. Bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên cái đường đấy đến mặt phẳng IBD. Thì chị Vân chọn luôn là điểm S đến mặt phẳng IBD. Em để ý này, mặt phẳng IBD của em là mặt phẳng chéo thì chỉ đi được với điểm ở chân thôi, là điểm A thôi. Nhưng mà bây giờ nó lại bắt từ S thì phải đổi từ S về A. Thế nối SA lại thì xem là SA đang cắt không? Cắt thì đi đổi, đổi tỷ lệ. Vậy đổi như sau. Vậy khoảng cách từ S đến IBD. Đấy, tỷ lệ mà chia cho khoảng cách từ từ A đến IBD. Em để ý này, có phải là bằng cắt ngang tại Y không? Thế nó phải bằng SI chia cho AI không? Và SI bằng AI nên cái khoảng cách được bằng 1, à cái tỷ lệ bằng 1. Vậy thì khoảng cách giữa A đến S đến IBD bằng khoảng cách từ S đến IBD. Và bây giờ chị Vân sẽ đưa nó về đúng cái dạng chuẩn là dạng góc từ chân đến mặt chéo các chị Vân tính không? Từ A kẻ vuông vào đường dưới đáy là vuông vào BD. Nối lên trên đỉnh là Y à, lại kéo lên. Vậy thì nó sẽ là một cái đường nào đó. À, màu xanh này đi. Ở chỗ này. Đấy. Đây.
chị Vân gọi cái đường đấy là AK nhé, AK đấy, AK. Em để ý này, vẫn dùng công thức 1:1 AK bình thì có phải bằng này. Chị Vân sẽ xóa những cái gì không cần trong cái hình này đi nhỉ, cho em đỡ dối nhé. Ấu kê. Thế mình sẽ có là gì? 1:AK bình bằng 1:AI bình cộng với cả 1:AO bình. 1:AI bình, AS là 2A thì AI của em sẽ là 1:A bình thôi. AO của em là 2A chia căn 2. Đấy. Và nó sẽ là A chia căn 2 bình phương lên. Thì nó là gì đây? 2 chia A bình. Nó bằng 3 chia A bình. Thế AK của em phải bằng A chia căn 3. Đúng không? Đấy, AK của em bằng A chia căn 3 luôn. Xong bài. Chưa? Tiếp theo mình chuyển sang bài cô X. Khoảng cách giữa SM, SM và AD. Ồ, chết chị Vân rồi. Hình như bài này chị Vân lấy 2 điểm M. Cái này chị không lấy là M nhé. Cái chỗ này chị sẽ sửa lại là chị lấy thành A gì đấy đi. Ctrl Z lại cái hình thế nào. Đấy, chỗ này chị Vân sửa lại. Chị Vân không để là cái thằng M nữa. Nó sẽ là AE đi. Đấy, và đây là AE nhé. Đúng chưa? Tóm lại là bài đấy chị giảng như chắc là em cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà vừa nãy chị có lấy điểm M trúng M ấy. M có sẵn rồi. Em để ý này, bây giờ nó bắt tính khoảng cách giữa SM và AD. Bây giờ mình làm tương tự. SM và AD đúng không? Chị lấy khúc cụ tẩy ra. Chị xóa hết những cái này đi. Đấy, cho cuộc đời của mình nó tươi sáng trở lại. Những gì không cần thiết thì mình sẽ loại bỏ nó đi. Tiếp theo, tính khoảng cách giữa SM và AD. SM à? SM đâu? À, AD đây. Ấu kê, quá dễ luôn. Chị vẫn sẽ chuyển ra một cái hình xinh đẹp hơn nhé. Là hình này. Đây, đại ca sẽ bếch nó lên trên cho em xem. Đó. Và chị sẽ xóa cái hình đi. Delete luôn. Delete tiếp anh bạn này luôn. Anh bạn này cũng delete nốt luôn. Nào, SM và AD. Em để ý là SM của em đâu? SM của em đâu? Nối rô không là bà con nhà thằng khác. Nối nhanh nhanh tay. Đúng rồi, SM và SAB. À, SM và AD. Như thế này. Chị Vân lại phải đổi nó. Đổi nó về khoảng cách từ một đường nào đấy đến một cái mặt song song với cái đường mà mình vừa chọn. Thế theo em chọn SM hay AD sẽ dễ hơn, bởi vì em đang có AD song song với cả một đống AD song song với BC. Đấy. AD còn song song với cái thằng này nữa này, em nhìn này, bây giờ chị Vân sẽ thả cái thằng SM đấy vào cái mặt khoảng này. Đây, nét tức. Chị Vân thả cái thằng AD đấy vào cái mặt phẳng. Đây. Đấy, gọi cái thằng bây giờ mình gọi điểm gì nữa nhỉ? B đi. B là trung điểm của AB. Đấy, chị Vân lại thả cái thằng SM vào mặt phẳng SPM và đi tính khoảng cách từ cái thằng AD đến mặt phẳng SPM. Ok. Nào như này, có phải thỏa mãn điều kiện là thằng AD của em nó song song với thằng mặt phẳng SPM không? Bởi vì PM song song mà. Tiếp theo là SPM chứ SM. Thế nó thỏa mãn đúng những gì mà chị Vân bảo rồi. Là một đường song song một mặt chứa đường còn lại. Bây giờ dễ rồi. Nó bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ từ của AD trên đến mặt phẳng SPM này, thì chị Vân lấy luôn điểm A bằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng SPM. Thế đây là khoảng cách từ chân đến một cái mặt chéo, thì em lại làm tương tự thôi. Từ A này kẻ vuông góc vào cái đường gì đấy, cái đường gì đấy của em này, thì chỗ này nó đang vuông. Vậy nên kẻ vào đây, nối lên thằng PS này. Đấy. Bước 1 này. Bước 1 là kẻ từ A vào B này, nối lên S này, rồi lại nối lên đây. Đấy, hết bài.
Thế cái khoảng cách của em chính là cái thằng AQ rồi đi. Được chưa? Ngoại của em chính là cái ông AQ này. Thế nào nhá, một tí nào. 1 trên AQ bình bằng 1 trên AS bình cộng 1 trên AP bình. Đấy, AS của em thì là 2A bình, vậy đó là 1 trên 4A bình cộng này. AP của em thì chỉ là A trên 2 thôi, bởi vì AB của em là A, AP của em trên 2. Thế thì bình phương lên là 1 trên 4. Thì nó sẽ là 4 trên 5, bởi vì nghịch đạo mà. Đấy. Bằng này, lấy máy tính em bấm. 1 phần 4 cộng 4. 17 phần 4. 17 phần 4 đúng không? Đấy, vào đây, 17 phần 4. À mình, em bây giờ bấm này, căn 4 phần 17. Nhịp đảo lại mà. Thì nó sẽ ra được là 2 căn 17 trên 17. À, thì con A vừa là xong. Khi mà mình bấm máy tính thì mình không cần phải bấm bất cứ một cái con A nào cả. Nhưng mà khi mà các em viết đáp số ấy, thì các em phải tự thêm A vào. Hiểu ý không? Thế là xong nhé. Xong câu S. Còn câu G. À, bây giờ thế là mình xong hết cái phần là khoảng cách rồi đấy. Bây giờ sang đến phần góc. Phần góc của em này thì em đi cần tính cho chị Vân góc giữa cái gì đấy? Góc giữa SC và đáy. Thế nhìn này, nhìn chị Vân chỉ nhanh rồi này. Góc giữa cạnh bên và đáy thì cứ nối về chân. Ví dụ SC và đáy thì là SCA luôn. SD về đáy là SDA luôn. SB và đáy là SBA luôn. Cứ cạnh bên và đáy thì là nối về chân luôn. Thì là góc SCA luôn. Đấy. Em có luôn, đây là góc SCA. Thế thì em có luôn là cái gì đây? Sin đúng không? Sin của cái góc đấy. Sin thì mình lại phải đổi lại là sin. Thêm cái chữ sin vào đây. Sin là sin vĩnh biệt cụ. Sin đúng không? Sin SC, sin của SCA. Đây, góc của em này. Đấy, sin. Tam giác vuông này. Tính góc thì phải đưa vào tam giác vuông. SCA thì sin là đi học đó trên huyền đúng không? Em có SA rồi. Là SA chia cho SC bằng 2A này. SC của em lại tính cho chị Vân là 2A bình là 4A bình, 4A bình cộng AC bình là 2A nữa. Thì là 4A bình cộng 2A bình là 6A bình. Vậy SC của em là A căn 6. Vậy cái này chia A căn 6. Em bấm là 2 chia căn 6 thì sẽ bằng là căn 3 trên 3. À, căn 6 trên 3. Đó, thì đấy là đáp án G. Được chưa? Câu G. Câu H. Cốt góc giữa SM và SAB. SM đâu anh? SM và SAB. Ừ, thì nghe chị Vân này. Định nghĩa về góc là góc giữa một đường thẳng. Sẽ bằng góc giữa đường thẳng đấy và hình chiếu của nó trên cái mặt phẳng này. Không đúng lắm. Thì chị Vân vẽ lại. Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng thì là góc giữa đường đấy và hình chiếu của nó trên mặt phẳng này, được chưa? Thế có phải là cái hình chiếu thì chính là cái bóng này, chính là cái bóng của đường thẳng đấy chiếu lên cái mặt phẳng này. Thế cái hình chiếu của em thì nó được xác định 12 điểm. Mà hai cái điểm dễ nhất ấy thì chị Vân sẽ lấy luôn cái điểm này, nó nằm trên cái mặt này rồi nên hình chiếu nó là chính nó. Và cái điểm S ở đây chị Vân hạ xuống ra sao? Thế bây giờ góc giữa SM và SAB, SM và SAB thì em có này, S nằm trên SAB rồi nên hình chiếu của S chính là S. Đấy, hình chiếu của M lên SAB thì có phải là M gì đang vuông góc SAB không? Tức là em kẻ vuông góc, em kẻ khoảng cách ấy. Theo em M gì đang vuông góc SAB? Bởi vì SAB của em là một mặt thẳng đứng, nó chứa đường cao nên nó là mặt thẳng đứng. Cứ mặt nào chứa đường cao thì sẽ là mặt đứng. Thế khoảng cách từ M đến mặt SAB ấy, thì có phải là điểm ở đáy không? Đến mặt đứng không anh? Đây là toàn bộ lý thuyết rồi đây nhá. Bạn nào chỉ cần xem cái viết chữ này thôi là các em đã hiểu bài rồi. Từ M đến mặt đứng này thì từ em kẻ vuông vào đường dưới đáy là sao? Vậy từ M là điểm ở đáy, đến mặt đứng SAB này. Em kẻ một phát bù phát vào cái đường AB này vuông góc là sao? Vậy em có thằng MP này luôn nhá. MP vuông góc cả mặt phẳng SAB. Vậy em có này. P của em đang chính là hình chiếu của M ấy. Còn S chính là hình chiếu của S. Vậy góc của em chính là MSP thôi. MSP. Đây, chính là góc này. Đấy chưa? Và em để ý là MP đang vuông góc với cả mặt phẳng SAB nên chỗ này đang là tam giác vuông.
Đấy. Và bây giờ mình cần đi tính cốt. Đây nhé, chị Vân sẽ viết cái góc đấy vào đây. Là góc MFP. Ừ. Và bây giờ chị Vân cần đi tính cốt của cái góc đấy. Cốt là tề trên huyền. Vậy là SP chia cho SM. SP của chị vừa tính được không? SP bằng cái gì? SP của chị Vân này. Thì nó bằng là căn của SA bình là 4A bình cộng với cả AB bình là 1 phần 4 A bình. Đấy, bấm 4 cộng 1 phần 4 là 17 phần 4. Thêm căn nha. Thì cái thằng SP của em ấy, nó sẽ bằng là căn 17 phần 2. Đó. Thế cái thằng SM của em bằng cái gì? Thì em biết là thằng MP này của em bằng A rồi. Bây giờ cái 17 phần 2 để em bình phương lên. Cộng 1 căn ra. Thì cái thằng SM của em ấy là A căn 21 phần 2. Đó. Vậy thì em sẽ lấy chị Vân là đây nhé, chị chỉ nói nhé, bài này cũng nói, bài này cũng biết nhé. Bây giờ cần tính cốt là kề trên huyền, và em lấy nào, cứ viết đi cốt nha. Thì nó sẽ bằng là SP là căn 17 phần 2 A, em chia cho căn 21 phần 2A. Đấy, bấm xe đi em. Căn 17 phần 2. Nhớ là phải để cái 2 ra ngoài nhá. Chia cho này, căn 21 phần 2. Thì nó sẽ ra là căn 357 phần 21. Thế là cốt của em. Được chưa? Xong. Tiếp theo, sang câu Y. Vậy nhớ bài này nhá. Góc giữa đường và mặt thì là lấy hai hình chiếu đúng không? Đấy, và chính là khoảng cách ấy. Còn góc giữa cạnh bên mặt đáy thì nó dễ quá rồi. Em cũng có thể dùng cái cách như câu H nhưng mà nó sẽ bị dài và lâu. Tiếp tục là câu Y. Góc giữa AC và BC. Đợi chị Vân lấy cục tẩy, chị Vân xóa đi nha. Nào đọc đi nào. Xong, ôi chết rồi, chị xóa cái đáp án. Đọc đi xong rồi chị sẽ chữa cho cái câu đấy. Làm trước đi. Chị có xóa nhầm không nhỉ? Xóa nhầm mới đau em ạ. Đây. Ok. Tiếp theo này em để ý này. Bây giờ mình cần tính góc giữa AC và SBC. Ok. AC đâu? AC của em đây. SBC đây. Em để đây. Mình lại phải lấy hai hình chiếu luôn. Thế hình chiếu của C trên SBC thì là chính nó rồi. Thế còn hình chiếu của A thì sao? Thế hình chiếu của A nghe chị Vân nói này. Thì có phải là A nó là chân không? SBC là mặt chéo không? Thì chị Vân sẽ kẻ được một cái đường thẳng vuông góc. Đây này. À, cái hình đấy chị đã xóa mất rồi. Thế bài này chị Vân sẽ lấy điểm mới nhé. Chị không nhớ là vừa nãy chị lấy cái điểm gì. Bên này chị sẽ lấy điểm mới. Ok. Nhìn đây. Bây giờ chị cần lấy hình chiếu của A lên mặt phẳng FBC thì có phải là A gì đấy vuông góc mặt phẳng FBC. Thế từ chân đến mặt chéo này thì bước 1 từ A kẻ vuông ngoài đường gì đấy là B, nối lên trên S rồi nối lên đây. Vậy đây của em chính là dựng hình chiếu ấy. Đây này. Cái thằng đặt nhà cho không bị trùng nhỉ. AF đi. Được chưa? AF của em nhé. AF nhé. AF của em thì F của em có chính là hình chiếu của A. C là hình chiếu của C rồi. Vậy nên cái góc này của em ấy nó chính là góc SCA. Đấy, mình cần tính tan ở góc đấy. Thế em để ý này. Chị Vân vừa kẻ thằng AF vuông góc với cả cái mặt phẳng SBC. Thế thì thằng AF của em có vuông góc với cái thằng FC không? Bởi vì FC của em nó đang nằm trong mặt phẳng. Nên liền, nên liền. Bởi vì FC của em nó đang nằm trong mặt phẳng SBC mà. Có hiểu ý không? AF vuông cả mặt phẳng FBC mà FC đang nằm trong mặt phẳng SBC nên AF của em vuông góc với FC. Chính vì vậy mà cái tam giác này nó đang vuông tại đây. Đang vuông tại F này. Chị Vân sẽ vẽ riêng cái tam giác này ra. Vuông tại F này. A đây. Còn đây là C. Đó. Để ý một tí nhá.
cái góc vuông trong cái tam giác mà em sẽ cho cái góc vào ấy, là chính là cái tam giác vuông mà em vừa dựng hình chiếu thôi. Đó, nên không có gì khó cả. Và đó, nghe được mỗi cái câu keyword vừa nãy thôi là đã làm rất nhiều bài. Thì nhắc lại một lần nữa, đó là cái tam giác vuông mà em cho cái góc vào để tính ấy, chính là cái tam giác vuông mà em vừa kẻ hình chiếu. Đúng. Thế cái góc FCA ơi, nó chính là góc này. Vấn đề mình cần tính tam, tức là mình cần tính FC và AF. AF thì em có tính được không? AF là 1 trên 2A bình cộng 1 trên A bình ấy. 1 trên AS bình cộng 1 trên AB bình ấy. 1 trên 2A bình là 4A bình cộng 1 trên A bình. Đó. Thì AF em vừa tính rồi. AF em vừa tính được là bao nhiêu? 1 phần 4 cộng 1 là 5 phần 4. Đó. Thì cái thằng AF của em là 2A chia căn 5. AF của em là 2A chia căn 5. Thằng FC của em, thằng FC chưa biết nhưng mà sẽ tính được. Bởi vì mình có thằng AC. Thằng AC của em là 2A căn 2A. A căn 2. Đấy. Bây giờ em lấy A căn 2 trừ đi 2 căn 5, Pythagore nào. 2 trừ đi 4 phần 5. Thì ra FC của em là 6 phần 5 căn A phát. FC bình là 6 phần 5 thì FC đã là căn 30 phần 5. Đúng. Sau đó em lấy cái gì? Tan đúng không? Tan là lấy AS chia cho FC. Vậy 2A chia căn 5. Vậy lấy 2 này, chia căn 5 này. Chia cho căn 30 phần 5. Thì mới ra là căn 6 phần 3 là câu Y. Chưa? Tiếp theo, chuyển nó chị Vân sang câu K. Câu K của em xem nào. Câu K là sin góc giữa SAB và SCD. SAB và SCD. Ôi, để chị xóa cái này đi nhá. Ôi, trông nó xấu quý, xấu quý, xấu quá. Mình sẽ đổi sang một cái hình mới nhé. Bây giờ các em không nhìn thấy cái này đâu nhỉ? Đúng không? Chị Vân sẽ xóa những cái gì mà chị Vân đã chữa xong rồi nhá. Để mình đến câu K. Ok. Khoanh chữ này lại. Delete luôn. Ok. Rồi, em nhìn lên đây. Chị Vân sẽ copy cái hình này. Ôi dồi ôi, sao cái hình này nó mất tiêu rồi. Ồ, may quá, nó lại xuất hiện em ạ. Nào, câu K của em. Chữa đến câu K rồi đúng không? Câu K là mình đã chuyển sang một phần mới, đó là góc giữa hai mặt phẳng. Thì bây giờ cái câu K này này, nó là cái dạng đặc biệt đấy. Em để một tí thôi là em sẽ nhận ra. Bây giờ nó yêu cầu em phải tính góc giữa SAB và SCD. Em để ý ấy. SAB và SCD thì nhá, ghi cho chị cái này vào vở. Ghi cho chị là các bước. Các bước để xác định góc giữa hai mặt phẳng. Đó. Ghi xong rồi chị sẽ xóa những bước một này. Là xác định giao tuyến giữa hai mặt phẳng. Xác định giao tuyến giữa hai mặt phẳng. Đúng. Bước số 2 là từ một điểm còn lại ngoài giao tuyến. Cứ ghi cho chị giải thích. Sao cái màu hồng này ngòi to vậy ta? Từ một điểm còn lại ngoài giao tuyến. Đấy, phải kẻ vuông góc lên mặt phẳng kia. Kẻ vuông mặt phẳng kia. Rồi. Kẻ vuông mặt phẳng kia này. Chấm. Từ điểm mới đó. Phải kẻ vuông vào giao tuyến. Phải nối vào điểm đã chọn ban đầu. Rồi, thế em nhìn này, chị Vân sẽ áp dụng bài này như sau. Bài này nếu như
Có phải nhé, theo đúng định nghĩa bài câu câu ca nó là một trường đặc biệt, đó là em để ý này, theo đúng định nghĩa góc sẽ mặt phẳng. Theo em nhé, bài SAB và SCD em có tìm được giao tuyến không? Cho em tìm ra tuyến cho chị Vân, dừng lại tìm ra tuyến cho chị Vân bài đấy, tìm ra tuyến cho chị câu giao tuyến A mặt phẳng SAB và SCD. Thì có những bạn, bạn để bao lại nhé, chị sẽ trả lời luôn này. Có những bạn sẽ giải trả lời cho chị là nó là một đường thẳng đi qua S và song song với AB và CD, bởi vì đây là định lý giao tuyến song song học thời lớp 11. Nhưng bình thường ấy, với các cái bài mình áp dụng như cái phương pháp màu hồng hồng mà chị Vân vừa cho ghi thì mình sẽ phải xác định hẳn cái giao tuyến ra cơ. Còn nếu thế này, đây là một trường đặc biệt này, em gặp nhiều em sẽ thấy đó là em có AB không CD rồi và giao tuyến của em nó sẽ đi qua điểm S và song song với hai đường đấy, thì em sẽ làm như sau. Theo đúng định nghĩa góc giữa mặt phẳng, theo đúng định nghĩa góc giữa mặt phẳng nhé. Đây, theo đúng định nghĩa góc giữa mặt phẳng của em thì nó sẽ làm góc giữa hai cái đường thẳng mà vuông góc về giao tuyến. Đó. Góc giữa hai mặt phẳng của em chính là góc giữa hai cái đường thẳng, mỗi đường đấy nó nằm trong một mặt. Ê, chị sẽ vẽ như này cho các em hiểu. Đây, có hai mặt phẳng như này, vậy góc giữa hai cái mặt phẳng này chính là góc giữa hai cái đường mà nó vuông góc về giao tuyến đấy, được chưa? Đấy, em cũng kể được này. Vậy đây là cái góc này, góc giữa mặt phẳng là góc giữa hai cái đường thẳng mà nó vuông góc về giao tuyến. Thế thì em để ý này, bây giờ giao tuyến của chị có phải là một đường song song với cả AB không? Và CD đúng không, mà đi qua S đúng không? Đó, vậy thì bây giờ chị vẫn kẻ cái đường vuông góc với cái giao tuyến đấy thì có phải là kẻ vuông góc với cả AB và vuông góc với CD không, đúng không, và đi qua S. Thêm để ý tiếp, trong mặt phẳng SAB có đường nào đang vuông góc AB và đi qua S nào? Trả lời chị nghe câu đấy. Trong mặt phẳng SAB có đường nào đang vuông góc AB và đi qua S? Thì các em sẽ thấy luôn, đấy chính là đường SA. Bởi vì SA đang vuông cả cái đáy mà, thì chắc là đang vuông AB rồi. Thì đấy chính là đường SA nhé. Tiếp theo, trong mặt phẳng SCD có đường nào vuông góc với CD và đi qua S? Từng viết lại và trả lời này, chị sẽ trả lời luôn. Đó chính là SD. Em có vì sao SD vuông góc CD như sau này: CD vuông góc AD, CD vuông góc A nên CD vuông góc cả mặt phẳng SD này và nó sẽ vuông góc với A, SD. Nên CD của em vuông SD. Tóm lại là nhìn này, nhìn này. SD của em vuông góc CD, SA của em vuông góc AB, tức là SA và SD đang vuông góc với giao tuyến và nó cùng đi qua điểm S. Vậy thì góc của em chính là góc ASD. Được chưa? Đấy chính là dạng đặc biệt của phần góc giữa mặt phẳng ấy, thầy đã dạy rồi. Góc em chính là góc ASD thôi. Giải thích thì lâu chứ còn nếu mà làm quen thì vèo phát nhìn phát ra luôn. Thế tính cái sin của cái góc đấy, sin đây là góc vuông này, sin đi hả đối trên huyệt thì nó sẽ là A. Được chưa? Thằng này là gì? Bố ra mình A căn 5. Vậy đó là A chia căn 5, 1 chia căn 5 luôn. Sao? Câu M. Cốt góc giữa SBD và đáy. Thế SBD và đáy này thì vẫn áp dụng, em nhìn này. SBD và đáy thì nó quay về cái dạng bình thường rồi, nó không còn là giao tuyến song song nữa như cái bài vừa nãy nữa, đúng không? Em tìm được hẳn giao tuyến đúng không? Em nhìn chị Vân tô mặt lên nhá. SBD này, mặt đáy vậy này, thì giao tuyến của em là gì? Bước 1 xác định giao tuyến này, thì giao tuyến của em chính là BD. Đấy. Bước 2, từ một điểm còn lại ngoài giao tuyến kẻ vuông góc lên mặt phẳng kia, thì ở đây chị vẫn còn hai điểm, đó chính là điểm S trong mặt phẳng SBD và điểm AC đúng không? Còn A và C nữa trong mặt phẳng ABCD. Nhưng từ một điểm kẻ vuông góc lên mặt kia ấy, thì chị vẫn chọn điểm S cho dễ, bởi vì từ S này, kẻ vuông góc lên ABCD chính là A luôn. Được chưa? Vậy xong rồi đây nhá, mặt kia này xong này, từ điểm mới đó chính là điểm A, kẻ vuông vào giao tuyến, vậy từ A kẻ vuông vào BD đây chính là cái chỗ này, nối vào điểm đã chọn ban đầu. Điểm bắt chọn ban đầu là điểm S. Vậy đây đây, góc của em xong bài rồi đấy. Góc của em đây. Đó, góc của em là góc này nè. Ok. Đây là O. A, O, S. Hết bài. Làm đúng như mẫu nhé. Bạn nào chưa nhớ thì xem lại một lần nữa cái phần mà chị vừa làm. Còn đây là vít nên chị sẽ không nói lại nữa cho đỡ tốn thời gian. Thế góc của em là góc A, O, S. Ừ. Cốt của góc đấy, cốt của góc đấy thì là kề trên huyền. Kề trên huyền thì là gì đây? Đó là AO chia cho SO.
Em để ý này, AO của em là A chia căn 2. Đó là A căn 2 chia cho 2 thì nó là A chia căn 2. Tiếp theo, cái thằng SO của em, SO của em thì tính được. Đó là AS bình cộng AO bình thì chị vẫn lấy máy tính chị bấm luôn. Căn của 4 cộng mở ngoặc này. 2 à gì đấy? Căn 2 chia 2 đúng không? Căn 2 chia 2 bình phương. Đấy, thì SO của em bằng 3 căn 2 trên 2. À. Thế em có SO rồi, em chia thôi. Lấy này, cái này này, chia cho cái mà mình vừa tính ấy là 3 căn 2 trên 2. À. Và máy tính này, 1 chia căn 2 chia cho 3 căn 2 chia 2 thì là 1/3. Đấy, ra cốt luôn. Được chưa? Tiếp câu N. Câu N của em là góc giữa SAB và SMB. SAB và SMB. Ok. Chị Vân sẽ xóa đi những gì mà nó đã là cũ kỹ nhá. Xóa nè. Xóa. Không, thực ra cái này để lại cũng vẫn được. Là thôi để lại. Thì xóa chỗ này thôi. Đấy, xóa chỗ này nữa nhá. Nhìn nó thoáng nhé. Đấy, thì em nhìn này. Xóa tiếp mấy cái xấu xấu. Ông ok. Xóa mất rồi. Đó. Ok, xinh đẹp ngay. Em nhìn này. Góc giữa SAB, SAB và SMB. Chị sẽ nối cái thằng SMB lại. SMB của chị đây. Đó. Rồi. Thế cái mặt phẳng của em là SMB và SAB. Thế làm như bình thường. Bước 1, xác định giao tuyến ra. Nào, xác định giao tuyến ra mặt phẳng, xác định chị Vân xem nào. SAB của em đây, chỉ cho mày nhìn nhá, nhìn hẳn vào đây, nhìn sâu vào trong mặt phẳng SAB đây. SMB đây, thì em có nhìn thấy giao tuyến chính là thằng SB này không? Đúng không? Chính là thằng SB. Vậy bước 1 xác định giao tuyến chính là anh SB. Hoặc em nhìn ở trên mặt phẳng này nó cũng có này, SB trùng lại cả hai mặt. Đó. Tiếp theo là từ một điểm còn lại ngoài giao tuyến thì bây giờ ấy chị Vân còn điểm S, à còn điểm A, sorry, còn điểm A và điểm điểm M. Thế từ A kẻ vuông góc lên SBM dễ hơn hay từ M kẻ vuông góc lên SAB dễ hơn kia? Nhìn nhé. Nếu như từ A đến SBM thì là từ chân đến mặt chéo thì phải kẻ 3 bước. Đúng không? Từ A kẻ vuông vào BM này nối lên S này rồi lại nối lên. Nhưng mà kẻ vuông BM thì còn chẳng biết là vuông tại đâu cơ. Khó. Nhìn phát là thấy khó. Còn nếu như mình chọn M thì sao? Từ M phải kẻ vuông lên mặt phẳng kia đấy. Đây này. Đấy thì mặt phẳng đấy là mặt phẳng SAB, vậy từ M kẻ lên SAB, SAB là mặt đứng. M là điểm dưới đáy. Vậy đây luôn. Kẻ vuông vào giao tuyến là sao? Vậy từ M em kẻ vuông vào AB là xong. Dễ quá, vậy thì ngon quá ăn luôn. Từ M kẻ vuông ở đây. Đó. Xong đến bước này nhá. Đến bước này rồi này. Từ điểm mới đó kẻ vuông vào giao tuyến. Giao tuyến chính là SB, vậy thì từ cái điểm mới này chị Vân phải kẻ vuông vào giao tuyến. Chính là thằng SB này. Vân để ý này. Em có để ý là A trong bài này chị Vân gọi cái điểm khác, nên chị không biết là những bài trước chị Vân gọi cái điểm A gì đây, nhưng mà bài này chị Vân sẽ gọi là G đi, AG. Em có AG của chị đang vuông góc SB, chị Vân gọi cái điểm này là N đi. Thế cái chỗ này nó đang vuông góc này, chị Vân kẻ N gì đấy vuông góc vào đây thì chị Vân gọi đấy là N NK được không? NK đấy. Kẻ vuông vào giao tuyến nối vào điểm đã chọn ban đầu. Điểm đã chọn ban đầu là gì? Là M. Vậy nối vào đi em. Đây. Xong bài rồi. Thì cái góc của em ấy nó chính là cái đỉnh thuộc giao tuyến này, chính là góc NKM.
ok, góc NKM. Rồi, thế em để ý này, muốn tính góc thì phải đưa nó về một cái tam giác vuông. Mà cái tam giác vuông chị Vân vừa bảo ấy, là chính cái tam giác vuông mà em vừa kẻ hình chiếu. Thì trong bài này có phải em vừa kẻ hình chiếu là MN đang vuông góc với cả mặt phẳng SAB. MN đang vuông góc cả mặt phẳng SAB thì MN sẽ vuông góc với cả N, NK và tam giác đấy vậy đang vuông tại đây. Chị vẽ riêng này. Tam giác KNM đang vuông tại N. Đó. Vậy thì em sẽ tính được luôn. Bây giờ em cần đây cái góc của em sẽ là góc này. Mình tính tan, tan thì là NM chia cho KN. Thế NM của em mình biết rồi, thằng A. KN của em tính kiểu gì? KN em thấy song song với cả thằng AG không? Đúng không? Và em sẽ tính được. Nha, nhìn đây chị Vân bảo. N của em có phải là trung điểm của cái thằng AB không? Thì NK chia AG cũng bằng 1 phần 2. Em có tính được AG không? Nào, tính nhanh AG chị Vân. AG của chị bấm 1 trên đi, công thức 1 trên. 1 trên 4A bình này, cộng trên A bình là 5A bình. Nên là vấn đề từ nãy giờ mình tính lại là 2A. Cái này này. 2A chia căn 5. Ừ. 2A chia căn 5. A chia căn 5 nhé. Thì cái KN này có em một nửa, tức là nó là A chia căn 5. KN là A chia căn 5. Cái này là A. Vậy thì em lấy A chia cho A căn 5. 1 chia 1 chia căn 5 ấy. Thì là căn 5 luôn. Nên là mình máy tính. Được chưa? Vậy là chị Vân đã vừa chữa cho các em xong hết tất cả. Ôn tập lại toàn bộ phần góc và khoảng cách để em làm chắc cái phần thể tích hơn. Chắc hơn rất rất nhiều. Vậy nhớ cho chị Vân tổng kết lại bài ngày hôm nay một lần nữa nhé. Nhất là em sẽ có khoảng cách thì có hai dạng. Thứ nhất là từ chân đến mặt chéo, ba bước. Bước một từ chân kẻ vuông vào đường dưới đáy. Được chưa? Nếu có vuông rồi thì lấy luôn, chứ đừng kẻ vuông nữa. Đấy, từ vuông. Kéo lên trên đỉnh, rồi lại kéo lên. Thì đây của em chính là khoảng cách ba bước. Còn dạng thứ hai là từ điểm dưới đáy đến mặt đứng thì kẻ một phát vào cái đường giao tuyến dưới đáy này là xong. Ừ. Thế nếu như không phải hai dạng này, em sẽ nghĩ đến việc là đổi khoảng cách. Em phải nối cái điểm mà em muốn đổi với cái điểm mà em đề bài bắt tính. Thì nếu như nó song song thì em sẽ đi đổi bằng. Còn nếu mà nó cắt thì nên đi đổi tỷ lệ. Cách để đổi tỷ lệ, chị Vân dạy cách viết tỷ lệ mà không cần phải nhìn hình rồi. Đấy. Thì đấy là mình đã xong toàn bộ phần khoảng cách. Sang đến phần góc thì em cứ nhớ là khoảng cách à, còn khoảng cách hai đường chéo nhau đó. Khoảng cách hai đường chéo nhau thì em sẽ đưa về là khoảng cách từ một đường đến một mặt. Sao thỏa mãn cái đường đấy nó song song với cái mặt mà em đã chọn, mà cái mặt đấy lại chứa cái đường còn lại thì là sao? Ừ. Tiếp theo là góc, thì có góc giữa đường và mặt. Góc giữa đường và mặt thì là góc giữa đường đấy và hình chiếu của nó trên cái mặt này. Em xác định hai hình chiếu là sao? Một điểm nằm trên mặt đấy rồi, điểm để em lấy hình chiếu thì chính là khoảng cách là xong. Tiếp theo là góc giữa hai mặt phẳng. Thì đây, cách xác định đây. Có một trường hợp đặc biệt, đó là giao tuyến của em được xác định bằng định sang tuyến ấy. Thế sẽ làm như cái câu ca chị Vân làm. Ừ, như vậy là vừa rồi chị Vân đã chữa xong bài tập ở nhà cho các em rồi đấy. Mong là các em sẽ hiểu bài và làm rất rất là tốt từ giờ khi gặp khoảng cách góc. Em sẽ không còn sợ nữa. Và cuối cùng thì cảm ơn vì các em đã xem đến tận đây. Chị Vân rất rất biết ơn các em vì đã xem chị Vân chữa bài. Và từ giờ chị chắc là chị sẽ không đăng viết muộn ở đâu. Chị sẽ để cái thời gian mà viết lên để cho các em dễ theo dõi nữa. Ừ. Còn bây giờ thì tạm biệt các em. Bye bye. Cái gì nữa nhỉ? Ừ đúng rồi, chị Vân nhờ các em bấm subscribe cho kênh YouTube này để cho dạo gần đây nhá, kênh YouTube của chị em mình đã được đề xuất lên rất rất nhiều luôn ấy, các bạn ở tỉnh cũng xem được. Là chị Vân nhờ các em bấm subscribe cho kênh YouTube này để cho vid của chúng ta sẽ được nhiều bạn xem hơn nữa. Đấy, đặc biệt là con cháu kênh sau này vẫn được học chị Vân. Bye bye. Tạm biệt nhé. See you again.